like này nè, phần like ở trong trong file thì mình cũng đã để cho người ta rồi. Người ta sẽ cắt cái đường này, cắt cái đường này nè, mình về mình lột ra mình sơn. Cái phần sơn này hôm qua nó mưa quá nên mình cũng không kịp quay. Đây, sơn trắng trước rồi sơn vàng nha các bạn. Đây, tại vì nếu mà sơn màu vàng lên màu đen luôn thì sợ nó sẽ không thấy. Nhà nó không lên màu vàng nhiều lắm. Rồi, lỗ led thì chúng ta cũng đã có, con file thì mình cũng đã làm rồi. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn bóng. Cái phần này phần form nha các bạn nè. Form ha. Form này chúng ta sẽ dán lên cái keo hai mặt nè, cắt ra nè, rồi dán lên đây. Các bạn để ốp xuống cho nó khỏi dính nè các bạn. Cái bóng heo chúng ta làm bóng khỏi dính xuống dưới ha. Rồi, ta sẽ đi lột đây ra và gắn bóng vô ha. Bóng thì mình sẽ mua sẵn bóng này. Thì cái bóng này các bạn sẽ làm ở nhà rất là dễ, rất đơn giản. Nè, bóng rít ruồi 5 ly nè. Đây. Còn những cái led kia thì nó hơi khó một xíu. Còn cái led này đi dây sẵn rồi, led 5V. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn đi dây và đấu điện luôn ha. Rồi chúng ta sẽ đi lột cái này ra nè. Lột ra, lột ra rồi đi bóng ha. Rồi cái phần đi dây này thì mình sẽ đấu chung hết lại. Mình sẽ đấu chung cái này lại nha. Rồi mình sẽ chia đôi. Mình sẽ đi chia làm hai cái đầu ra. Để cho nó để cho nó dịu lại ha. Để cho nó mát hơn. Rồi mình đấu dây lại nè. Thấy phải dán keo lại rồi. Đấu dây là hết ha. Cái bên đầu này mình cắt luôn được ha. Cái đầu này mình cắt luôn đi. Để cũng không cần đâu. Rồi. Dây giữa này thì gặp thẳng lại. Chấm hàng mình cắt hàng ha. Rồi cho dây ra nguồn ha. Cho dây ra nguồn được ra.
thêm chì nữa ha. Này nếu chúng ta làm hai mặt thì chúng ta làm sâu như vậy, đấu chung như này chúng ta được rồi. Đấu các bạn vô đây chúng ta được. Rồi, ta test thử ha. Đầu của bông keo là cái này chúng ta test thử. Rồi bây giờ cái này mình vô nguồn ha. Nguồn này là nguồn 20A. 20A thì cái này, cái bộ này mình là 360 bóng. 360 bóng mà hai mặt thì là 720 bóng ha. 720 bóng thì nó tầm 72W. 72W thì cái này là mình dùng cho được 100W nè. Mình dùng 70W là đẹp rồi. Rồi. Rồi bây giờ mình đi vào nguồn ha. Nguồn thì nó có nè. Đây. Nó có L, N là cái đường AC nè các bạn, đường hai chiều nè. Này, dòng dòng xoay chiều ha, dòng 220 xoay chiều. Còn cái này là mát. Chúng ta nếu mà làm chúng ta tiếp đất thì cho một cái dây này tiếp đất nè. Com nè, com tức là cổng âm nè, có hai cổng âm nè, đây hai cổng dương nè, ha, hai cổng dương, còn đây là đèn, đèn báo, rồi chúng ta sẽ đi dây vào đây, dây thì hiện tại dây đây là dây dương là mình sẽ làm bằng dây màu xanh nè, để mình cho vào màu xanh ha. Âm dương rồi. Giờ mình ra dây 220 nữa là được ha. Rồi để bắn cái này là nó không giật cái thấy mày nữa. Hai thì dây nào cũng được nha. 2.2 thì xoay chiều rồi cũng nên dây nào cũng được, không nhất thiết phải âm dương đâu. Rồi chúng ta chỉ cần cắm điện thôi ha.
thôi. Rồi chúng ta sẽ cho nó vào. Đèn hoàn thiện rồi ha, ta chỉ cần chỉnh lại cái chỗ kia một xíu nữa thôi. Giờ cắm điện lên test thử. Rồi. Cái này ở nhà thì các bạn cũng có thể tự làm được ha. Nói với đèn led này nó cũng không khó lắm, chẳng qua là cái do cái kinh nghiệm thôi. Còn đèn led dây thì đèn led ruồi thì nó làm sẵn hết rồi, ta chỉ việc bỏ lên và đấu dây và xài thôi. Quay gần thì nó hơi mờ xíu ha, hơi lóa. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Các bạn xem và nhớ like, share, subscribe kênh giúp mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.